Xin kính chào anh chị em. Cảm ơn Chúa vì một cơ hội nữa chúng ta được thờ phượng Đức Chúa Trời chung với nhau. Những ngày này tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều bởi câu chuyện của Phaolô và Sila ở trong tù. Hai ông phải chịu cảnh cách ly ở trong xiềng xích, đối diện với nghịch cảnh mà có thể là không một ai trong chúng ta ngày nay đang đối diện. Nhưng hai ông đã chọn làm điều gì ạ? Ca ngợi Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay hoàn cảnh của chúng ta đang đối diện là gì? Nghịch cảnh đó là gì? Và chúng ta đối diện với điều đó bằng một thái độ như thế nào? Tôi không biết giọng hát của hai ông ở mức độ như thế nào, nhưng mà tôi biết đức tin của hai ông rất lớn khi tin cậy một Đức Chúa Trời có thể giải quyết nan đề mà hai ông đang đối diện. Ngày hôm nay hãy hướng đức tin của mình lên nơi Chúa, vượt qua những nghịch cảnh của chúng ta đang đối diện, để đến với Chúa và tin chắc rằng vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta, Ngài sẽ tiếp tục làm. Và Ngài là đấng thần tín để giữ lời hứa của Ngài. Những gì Ngài đã khởi sự làm, Ngài sẽ làm cho hoàn thành. Amen không ạ? Hãy cùng tôi ca ngợi Chúa ngay bây giờ. Chúa
dân Giêsu, Chúa muôn loài, Ngài ngự trên ngôi cao xa quyền thế. Mọi vật khiêm cung kính tôn trước ngôi Ngài, ngàn tiếng ca vang cùng hòa dâng lên. Quyền năng thay danh Giêsu, Chúa muôn loài, Ngài ngự trên ngôi cao xa quyền thế. Mọi vật khiêm cung kính tôn trước ngôi Ngài, ngàn tiếng ca vang cùng hòa dâng lên. Chúa, Ngài viên hiển thay, Ngài cao quý thay, lòng con tôn kính Ngài. Chúa, Ngài thần tin thay, Ngài công chính thay, nào ai như Giêsu. Hallelujah, nào ai như Giêsu. Dân Giêsu, Chúa muôn loài, Ngài ngự trên ngôi cao xa quyền thế. Mọi vật khiêm cung kính tôn trước ngôi Ngài, ngàn tiếng ca vang cùng hòa dâng lên. Chúa, Ngài vinh hiển thay, nào ai như Giêsu.
dâng lên Cha lời ca tiếng hát. Dù có những khó khăn hay còn bao điều vương vấn u sầu, con luôn ca khen dù hoàng hôn đã đến màu. Tùng ca Chúa hỡi linh hồn, hỡi linh hồn, thờ phượng thánh danh Ngài thôi. Nguyện ca sướng tán dương Ngài, hôn linh này cùng thờ tôn thánh danh Giêsu. Chúa bao la, đừng từ Chúa chi so bằng, diệu thay danh Cha và tình Cha lớn vậy. Vì Chúa tốt thay, con nguyện luôn ca hát dương. Đây là ngàn điều dục luôn con chúc tôi. Chúa bằng cả linh hồn của chúng con. Chúng con chọn để thờ phượng Ngài. Dù bao thách thức khó khăn, dù nan đề mà chúng con đang đối diện. Vì lạy Chúa đức tin ở chúng con nơi Ngài đưa chúng con ra khỏi hoàn cảnh của mình. Nhìn lên Chúa là câu giải đáp. Nhìn lên Chúa là đấng sẵn sàng làm những việc lớn và lạ cho chúng con. Và ngay trong gian truân, Ngài nói với chúng con rằng đừng sợ, vì ta đã thắng thế gian rồi. Lạy Chúa, Ngài là đấng đắc thắng và chiến thắng đó dành cho chúng con ngày hôm nay. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố rằng chúng con có được sự thắng, sự đắc thắng ở trong Ngài.
chúng con sẽ vui mừng hát sướng thờ phượng Ngài, vì chúng con có Chúa ở cùng chúng con, vì chúng con có lời hứa của Ngài, và Ngài là đấng thành tín để thực thi những lời hứa đó trên đời sống của chúng con. Chúng con chọn Ngài, Chúa ơi, chúng con sẽ tiếp tục chọn Ngài và chọn ca hát thờ phượng Ngài. Con cảm ơn Chúa rất nhiều, chúng con hiệp chung trong sự cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.